Xin chào mọi người, mình là Bác Sê Bờ đây. Ngày 19 tháng 6 năm 2024, một vụ thảm án xảy ra tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, khiến hai vợ chồng tử vong, hai con nhỏ trọng thương, nghi phạm bị bắt sau khoảng 1 giờ gây án. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Lê Đình Thuyết khai nhận, từ nhỏ, nghe bà nội kể có mảnh đất tại thôn 4, xã Nghĩa Dõng, giao lại cho người chú, bố của nạn nhân T, nhưng người này sau đó không làm thủ tục trả lại đất. Do đó, Thuyết từng có lời thề với bà nội rằng ngày sau sẽ đòi lại công bằng. Hơn 20 năm trước, bà nội mất, Thuyết sống một mình và làm nghề bảo vệ để kiếm sống. Do điều kiện kinh tế khó khăn và chuyện của bà nội, Thuyết ra tay với gia đình em họ, dù trước đó không có mâu thuẫn trực tiếp. Nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng với nhiều người. Cái việc này đến ngày sau con phải báo thù cho nội, con sẽ quyết tâm báo thù cho nội. Qua đã qua mấy chục năm rồi, ông bà tôi mất, anh tôi mất luôn. Bây giờ tôi sống tôi thấy còn một mình tôi đơn thương độc mã và khổ sở quá, tôi cũng nghĩ cặp cắn cái nào tiếng không sống nữa. Cho nên tôi mới quyết định về đây. Đúng ra là tôi quyết tâm là trị tội của ông cha của cái thằng này nè. Trị tội, báo thù, kết quả thì lại là bi kịch. Rất nhiều bình luận trên mạng ủng hộ người đàn ông này vì cho rằng ông đáng thương. Mình cũng có thấy ông ấy đáng thương, nhưng đáng thương vì thấy ông bị mắc kẹt trong thù hận và sự đổ lỗi. Còn những hành vi ông đã làm là rất tàn ác, gây nên một kết quả hoàn toàn là tồi tệ, không một tia sáng nào len lỏi được trong cái kết tối tăm trên. Sau đây, mình muốn cùng mọi người đến một vụ án khác, một vụ án mà tính chất còn nặng hơn, nhưng cái kết thì đối lập hoàn toàn với sự tăm tối tôi vừa xem. Con trai của người đàn ông này khi đang đi giao pizza đã bị cướp và sát hại. Và đây là phiên tòa khi người cha của nạn nhân đối mặt trực tiếp với kẻ đã giết con trai mình. J. Alexander Renford, tôi cảm thấy rất buồn cho cậu khi cậu phải rơi vào hoàn cảnh như này. Tôi ước tôi có thể giúp cậu như tôi giúp con trai mình trở thành một công dân tốt. Nếu con trai tôi đang ở đây, nếu nó còn sống, nó sẽ tha thứ cho cậu. Đó là con người của nó từ trước tới nay. Tôi không tức giận cậu vì cậu đã làm hại con trai tôi. Tôi tức giận với quỷ dữ. Tôi đổ lỗi cho quỷ dữ, thứ đã dẫn dắt cậu và lừa gạt khiến cậu thực hiện một tội ác khủng khiếp. Không, tôi không trách cậu đâu. Tôi không hề giận cậu một chút nào. Tôi muốn cậu biết điều đó. Tôi ước có thể xuống ôm cậu ngay bây giờ, an ủi cậu vì tội lỗi cậu đã phạm phải. Cậu sẽ bị giam cầm trong một khoảng thời gian rất rất lâu. Tôi thấy một thanh niên trẻ, khỏe mạnh, điển trai như cậu bị nhốt trong tù thay vì được làm một công dân tốt. Tôi thực sự cảm thấy tiếc cho cha mẹ cậu. Với tư cách là một người cha, tôi cảm thấy tiếc cho cha mẹ cậu. Họ nuôi nấng cậu tử tế, họ nuôi nấng cậu và họ muốn cậu thành công. Thành công của cậu là thành công của họ, hạnh phúc của cậu là hạnh phúc của họ. Giờ thì họ lại phải khóc vì tội lỗi cậu phạm phải. Tôi cảm thấy tiếc cho cha mẹ cậu. Tôi thề bặt cho Salahuddin và cả mẹ nó tha thứ cho cậu. Applaud you. It just takes a powerful man to know that somebody has hurt them and do what you get up there and say what you just said. I have a child. She was four. And I can imagine the hurt, the pain from what you learned.
hơn nữa đi nữa. Cô ăn đây thì về đi. Nỗi đau của những người ở lại đều là những nỗi đau không thể đong đếm. Nhưng có một số người ở lại có những khả năng kiểm soát cảm xúc thật đáng khâm phục. Họ bản lĩnh và tử tế tuyệt đối. Có thể sẽ có nhiều người nói họ đạo đức giả, nói họ nhu nhược. Nhưng mình thì thấy họ là những người bản lĩnh và mạnh mẽ. Là những người chịu tổn thất lớn nhất sau vụ án nhưng lại vượt qua nhanh nhất. Không những vậy, hành động của họ còn chữa lành niềm tin và tình người cho cả xã hội đang rất thiếu niềm tin này. And I know I am deeply sorry for your loss. And I thank you so much for comforting me and my family. Because I was shocked to hear your forgiveness. Họ nhắc cho mình nhớ ý nghĩa thật sự của chữ người trong danh từ con người. I'm so sorry. Nhưng cũng có những người thật đáng thương. Vì họ bị nỗi đau ấy vùi dập cả tâm hồn. Sự thù hận có thể sẽ khiến họ sống đi sống lại những ngày tháng tồi tệ ấy rất lâu sau đó. Kể cả khi tên sát nhân có phải chết, những người này cũng khó mà tìm thấy bình yên, khó mà tìm được sự công bằng như trong các bộ phim trả thù mà ta hay xem. Trường hợp này thì phim ảnh không giống với ngoài đời đâu mọi người ơi. Nếu nghiêm túc nhìn nhận về khái niệm giết người đền mạng đã ăn sâu vào tiềm thức của người Việt Nam, liệu đền mạng thực sự có lợi ích gì cho những người ở lại đáng thương kia hay không? Nó có chữa lành hay an ủi những người ở lại, hay nó sẽ khiến cho họ mắc kẹt mãi trong những ký ức tồi tệ? Mình nghĩ mọi người sẽ có những câu trả lời cho riêng bản thân mình.